Tổng thống Mỹ Barack Obama và những nhà lãnh đạo khu vực dự tính sẽ nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN vào cuối tuần này ở Kuala Lumpur, Malaysia. Cố vấn chính sách châu Á của ông Obama cho biết hôm thứ Năm. Ông Daniel Crittenbrink cho báo giới biết như vậy tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Manila, nơi mà nước chủ nhà Philippines đã không nêu vấn đề này để tránh gây mất mặt Trung Quốc tại một hội nghị chủ yếu thảo luận về kinh tế và thương mại. Tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền, cũng như Trung Quốc và Mỹ, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, một phần trong những hội nghị ASEAN của các quốc gia Đông Nam Á vào cuối tuần này. Bắc Kinh hôm thứ Tư nói Tổng thống Mỹ không nên can dự vào vụ tranh chấp ở Biển Đông sau khi ông Obama yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc xây đảo nhân tạo ở khu vực tranh chấp này. Trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Mỹ nên ngừng làm rùm beng các vấn đề Biển Đông, ngừng gây căng thẳng làm phức tạp thêm tranh chấp ở Biển Đông. Ông Hồng nói thêm rằng, không một quốc gia nào có quyền chỉ bảo việc xây cất của Trung Quốc.